Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, các nhà mạng sẽ bắt đầu khóa một chiều với thuê bao sai thông tin. Theo đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiên quyết thực hiện nghiêm túc. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Thời gian khóa thuê bao sau ngày 31 tháng 3. Sau đó các nhà mạng tiếp tục chuẩn hóa lại thông tin cá nhân cho các thuê bao bị khóa. Các thuê bao có thể kiểm tra thông tin bằng cách nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi đến 1414 để biết thuê bao của mình đã chính xác hay chưa.